thiếu sót. Cho hoàng trà đá ngang, đó là quyết định ra trận luôn của hoàng. Áp sát rất nhanh của Xuân Tú, cơ hội dành cho Ngọc Sơn. Dường như đó rất bình tĩnh của Xuân Tú. Cứu định mà Sô Ma Cốt đang di chuyển rất khỏe. Cố không thể đánh bại. Trời rất nhiệt. Phi công đến không được, để không được, không vượt qua được Trần Trung Hiếu. Marcel Marcus đã có tiếng còi. Không vượt qua được Mạnh Hùng. Tất cả những điểm đến của câu lạc bộ Phố Yến đều được Mạnh Hùng cắt đứt. Không chỉ những tình huống bóng bỏng và ngay cả những phạm phối hợp 2022. Phạm Anh Hùng. Trương Trung Hiếu đường chuyền về. Rất mạo hiểm của Đinh Xuân Việt. Rất khỏe, hay quá. Tình huống chọc khe của Phạm Anh Hùng với Marshall. Đấy đâu, pha xử lý của Anh Hùng. Như vậy thì tiếng còi của trọng tài Ngọc Đông cũng đã cất lên. Hiệp một trận đấu giữa câu lạc bộ Đá Nam Định và câu lạc bộ Đá Phố Yến đã khép lại với kết quả trên sân Hòa 0-0. Các bạn thân mến, chúng ta cũng quay trở lại với những hình ảnh đang được truyền trực tiếp từ sân vận động Thiên Trường. Cùng nhau đón xem những diễn biến bài trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ bóng đá Phố Yến. Như vậy thì những phút đầu tiên của hiệp 2 cũng được bắt đầu. Và số 3 cốt, cơ hội đầu tiên của câu lạc bộ Nam Định. Và kết thúc của Hữu Định đã không thành công. Lúc này thì sao vai bên phía câu lạc bộ Nam Định họ đã có sự điều chỉnh. Thủ thành Đinh Xuân Việt được rút ra nghỉ và thay vào đó là thủ thành Ngô Văn Tú. Hiếu Định có thể căng ngang đấy đâu, bóng đã tìm đến cái đầu của Ngọc Sơn nhưng không vượt qua được Mạnh Hùng. Ngọc Sơn rất kinh nghiệm nhưng mình Ngọc Sơn không thể qua được ba cái áo sành. Đây, đó là chiếc quả đá phạt là Huỳnh Công đến. Ở đâu? Trở lại xác định có một tình huống phao lên thuộc về các cầu thủ câu lạc bộ Đá Nam Định. Phạm Anh Hùng. Hiếu Định. Phối hợp rất nhịp nhàng của câu lạc bộ Nam Định. Ngọc Sơn quá đáng tiếc ở phóng vừa rồi. Vai trò lắp ghép và thử nghiệm đội hình mang đến một trong những lối chơi chung của một câu lạc bộ trong một giải tới. Không vượt qua được Ai Sơn, có mặt rất kịp thời. Ai Phương
rất khéo. Marcel Marcus, Hiếu Định, đường truyền chính xác cho Phan Thế Hưng. Vẫn là Phan Thế Hưng, bình tĩnh, không được, rất bình tĩnh. Đó là bóng đá trong chân của Trần Trung Hiếu. Hồ Văn Tú, Thái Sơn, có phản công. Anh Hùng đang dâng cao, đã có tình huống đá phạt thuộc về câu lạc bộ Lắc. Marcel Marcus, vô! Bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Nam Định và đó là pha đá bàn của Marcel Marcus. Từng quen thuộc. Bàn thắng thứ ba của Marcel Marcus ở những trận đấu gần đây nhất. Marcel Marcus là cầu thủ đã vô địch giải đá Campuchia mùa giải 2021 với 22 bàn thắng. Marcel Marcus quá đáng tiếc. Quá phòng ngự của câu lạc bộ bóng đá Phố Yến đã dường như bỏ quên Marcel Marcus. Bên phía câu lạc bộ bóng đá Phố Yến có sự điều chỉnh. Đã gần hiệu đệ nhất chỉ có Ngọc Sơn và Marcel Marcus. Phòng ngự của Phố Yến đã chơi áp sát rất nhanh. Coi, không vượt qua Xuân Tú. Đường truyền cho Vũ Thế Vương, rất bình tĩnh. Đình Mạnh, không được. Trong những sân chơi và mặt cỏ tốt nhất cho các cầu thủ câu lạc bộ Nam Định. Đó là sự chỉ đạo của các cán bộ sở văn hóa và du lịch thể thao Nam Định. Mặt cỏ được lúc này thì cầu thủ trẻ Trần Đăng Đức Anh cũng đã được tung vào sân. Rất khỏe của Trần Trung Hiếu, vẫn là Trần Trung Hiếu. Còn phản công, Phan Thế Hưng. Rồi Yodias đang di chuyển. Rồi Yodias rất hay, không vào. Đến từ thủ thành Nguyễn Quang Trường. Có những tình huống cứu thua dành cho cao thủ Phố Yến. Đấy đâu, tiếp tục là một tiếng bật cao của Rui Yodias. Đúng vậy, thì tối ngày hôm qua Kem Việt Nam cũng đã làm mất màu áo thi đấu chính thức của mùa giải 2022 của câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Ăn dẫn 1-0 sau pha đá bàn của Marcel Marcus. Rồi phản công, có thể căng thẳng. Đó là pha đi bóng của Hà Văn Việt. Hà Long không được, không vượt qua được Vũ Thế Vương. Marcel Marcus được truyền cho Phan Thế Hưng, được truyền theo bài đã không đến vị trí của Marcel Marcus. Có phản công, Hà Văn Việt rất hay. Có trả lời dành cho các cầu thủ Phố Yến. Thế này, Vũ Thế Vương đã có mặt rất kịp thời. Không được, không vượt qua được Đình Mạnh. Có trả lời dứt điểm, rất nguy hiểm. Phan Thế Hưng rất hay, đường truyền cực kỳ chính xác của Alisson. Ấy đâu, quá đáng tiếc.
Gặp tình huống không chế bằng ngực không thành công của... Như vậy tiếng còi của trọng tài Ngọc Đông qua cất lên trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ bóng đá Nam Định và câu lạc bộ bóng đá Phú Yên.